Cặp đấu giữa Lazio của Maurizio Sarri và AS Roma của Jose Mourinho là khoảnh khắc chúng ta có thể chứng kiến cuộc đấu trí giữa hai vị huấn luyện viên hiếm hoi ở Serie A mùa này từ đại cúp châu Âu. Đó là những huấn luyện viên tài năng, nhưng đều từng có lúc bị căm ghét ở mức độ và cách thức khác nhau. Và nếu so sánh cả hai với nhau, ta có thể thấy được rất nhiều điểm tương đồng nhưng không kém phần gì biệt. Và sau đây, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, cùng nhau đi tìm hiểu về Mourinho và Sarri, những nét tương đồng và dị biệt nhé. Trong khi Maurizio Sarri là một huấn luyện viên sáng tạo và sở hữu nhiều phương án chiến thuật, thì Jose Mourinho gây dựng tên tuổi nhờ lối chơi phòng ngự khó chịu. Nhưng ở góc độ nào đó, cả hai vị thuyền trưởng của Chelsea và MU lại có nhiều điểm tương đồng. Một nhà báo Italia từng ví von Sarri giống như Mourinho khi mượn chính câu nói của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha từng chia sẻ: "Bạn biết bóng đá, nhưng chưa bao giờ chơi bóng đá." Hiểu theo cách nói của Mourinho, việc chơi bóng đá ở đây có thể hiểu là những danh hiệu đạt được trong sự nghiệp cầu thủ. Điều này đúng với Mourinho và cả Sarri. Đó là điểm giống nhau đầu tiên. Mourinho từng chơi vị trí tiền vệ khi còn soi giày ra sân, nhưng chẳng có bất kỳ ấn tượng gì đáng để nói tới. Trong khi đó, trung vệ Sarri là chỉ quanh quẩn với Fiorentina, một câu lạc bộ Italia ít người biết đến. Tiếp theo, cả hai đều nổi tiếng về khả năng tự học, mày mò chiến thuật từ khi mới khởi nghiệp. Nhưng Mourinho lại may mắn hơn Sarri ở chỗ, ông đi lên từ vai trò trợ lý ngôn ngữ, được học hỏi từ những huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Bobby Robson và Louis van Gaal. Đồng thời, cả Sarri và Mourinho đều khởi nghiệp huấn luyện viên từ những câu lạc bộ ít tên tuổi. Trong khi Mourinho bắt đầu với Benfica, rồi tới União de Leiria, Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United và hiện tại là AS Roma. Còn Sarri, ông kiên trì huấn luyện từ những đội bóng vô danh Stia, Felice, Craviglia, Antella, Valdemar, Tegoletto. Cao hơn một chút là Verona, Perugia, Empoli. Cao hơn chút nữa là Napoli, Chelsea và bây giờ đến Lazio. Ngoài ra, cả hai đều là mẫu huấn luyện viên luôn theo đuổi nghệ thuật quản lý. Tuy vậy, Sarri có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn người đồng nghiệp tới từ Bồ Đào Nha. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai ông thầy. Khi Mourinho đã từng học phương pháp quản lý từ kinh nghiệm của bản thân, còn Sarri nhờ khởi nghiệp từ ngành ngân hàng sở hữu những kinh nghiệm quản lý thực tế hơn. Nói về khoảng thời gian làm ở ngân hàng, Sarri cho rằng những gì học được đã giúp ông rất nhiều khi chuyển nghề. Kinh nghiệm ngân hàng là một giá trị rất đặc biệt. Tôi học được giá trị của tính tổ chức và năng lực giải quyết vấn đề. Đó cũng là yếu tố quan trọng giúp Sarri nhận được sự tôn trọng học trò trong thời buổi các huấn luyện viên chỉ làm việc thuần túy về chuyên môn chứ không phải là nhà quản lý như Sir Alex Ferguson ngày xưa. Khi Napoli và Chelsea thi đấu không tốt, Sarri luôn là người đứng mũi chịu sào. Ông ôm hết mọi trách nhiệm về mình, động viên cầu thủ. Sarri được gọi với biệt danh Mr. Baba bởi thói quen ghi chép 33 tình huống đá phạt điển hình và cuốn sổ tay trong thời gian cầm quân ở Sansovino. Nhưng làm sao một người tay ngang như ông có thể thành công? Sarri giải thích như sau: sự học hỏi. Một huấn luyện viên thành công phải có 3 yếu tố: cá tính, khả năng truyền đạt qua câu nói và kiến thức. Để có kiến thức, phải không ngừng học hỏi. Tôi học 13 tiếng mỗi ngày đấy. Về phía Mourinho, ông luôn tự tin, cao ngạo và có phần thô lỗ. Nhưng huấn luyện viên người Bồ luôn thu hút mọi sự chú ý. Ngay cả những chiến lược gia sừng sỏ từng đối đầu với Mourinho cũng phải thừa nhận ông có một cái gì đó rất đặc biệt. Mourinho luôn ngụy trang bản thân và đội bóng của ông dưới cái lốp của những kẻ chui dưới và đột nhiên tung đòn kết liễu những kẻ thù khổng lồ. Mặc dù đạt được những thành công rực rỡ, nhưng Mourinho cũng không ít lần thất bại cay đắng. Ông bị sa thải của Chelsea lần thứ hai dù đã giúp đội bóng áo xanh đạt được chức vô địch mùa trước. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở Real Madrid, nơi mà Mourinho bị sa thải sau 3 năm cầm quân và đạt được vô số danh hiệu như La Liga, Copa del Rey và hai lần vào bán kết Champions League. Có thể mọi người nghĩ rằng sau những năm tháng thành công đó, Mourinho sẽ đúc kết ra được một công thức chiến thắng và gắn với nó như keo. Nhưng thực sự không phải vậy. Khi được hỏi rằng liệu ông đã nắm được toàn bộ về bóng đá hay chưa, Mourinho đã trả lời rằng: "Không, tôi luôn luôn học hỏi, ngay cả trong bóng đá, lĩnh vực mà tôi cảm thấy mình là chuyên gia. Tôi cũng chưa hoàn hảo và tôi luôn sẵn sàng học hỏi từ những người giỏi hơn tôi." Ngay từ những năm đầu thập niên 90, khi chuẩn bị bước chân vào con đường cầm quân dưới vai trò là trợ lý ngôn ngữ, Mourinho đã xây dựng cho mình một cuốn cẩm nang. Ông ấy bắt đầu bằng việc đọc mọi cuốn sách bóng đá mà mình có thể tìm thấy, lục lọi trên Internet mọi thông tin mà mình quan tâm, cũng như xem hàng trăm DVD. Và trong thời gian này, Mourinho soạn ra một bộ tài liệu bí kíp chiến thuật, ghi lại những phương pháp tập luyện mà Mourinho sẽ áp dụng trong sự nghiệp của mình. Với mục tiêu này thì sẽ tập bài này, mục tiêu kia thì tập bài kia. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận, và tất nhiên, tất cả chỉ là ý kiến và phương pháp của riêng cá nhân ông ấy. Mourinho gọi cuốn cẩm nang ấy là sự tiến hóa của ý tưởng huấn luyện. Mourinho cũng thường xuyên có những sửa đổi vào cuốn cẩm nang của mình bởi cách ông nhìn về chiến thuật và bóng đá những năm 1990 khác xa những năm 2000. Khi còn ở Sporting, Mourinho đã học hỏi nhiều từ những bài tập thể lực của hai chuyên gia Roger Spire và Jacek Skai. Nhưng bóng đá ngày nay không còn chỗ cho những huấn luyện viên thể lực truyền thống nữa. Mọi thứ thay đổi rất nhanh nên Mourinho càng phải ghi chép lại cẩn thận sau mỗi buổi tập. Sau khi đã học hỏi tổng hợp tất cả những ghi chú là thành cuốn cẩm nang của riêng mình, Mourinho biết mình đã sẵn sàng để trở thành một huấn luyện viên trưởng và con đường trở thành một nhà chiến lược gia vĩ đại cũng được bắt đầu từ đây. Có thể nói, huấn luyện viên Jose Mourinho đã quá thành công trong giai đoạn 2 năm trước khi cầm quân ở Serie A, khi Inter của ông đã chiến thắng tất cả. Nhưng cũng chính vì từng xả thân bảo vệ câu lạc bộ,
người đặc biệt đã tấn công hầu hết các đội bóng khác, mà nặng nề nhất là Juventus, Milan và chính Roma. Allegri từng nói thẳng rằng Mo ở Italia 2 năm nhưng đã kịp gây sự với hầu hết các đối thủ. Còn Roberto Mancini nhận xét rằng Mo không tồn tại tình bạn với các đồng nghiệp. Rất nhiều người thuộc các đối tượng khác nhau, từ cầu thủ, huấn luyện viên cho tới quan chức của các câu lạc bộ đối địch với Inter đều từng bị Mo gây sự. 11 năm trước khi chia tay Inter và Serie A, Mourinho đã để lại Champions League. Đó cũng là lần gần nhất cho tới nay một đội bóng Italia giành được danh hiệu cao quý nhất châu Âu. Trong lần trở lại Serie A này, Mourinho đã khác xưa rất nhiều. Vẫn chưa thấy ông mở miệng tấn công đối thủ hay trọng tài một cách gay gắt, hay thậm chí có phần quá mức như trước kia. Nhưng dù vậy, nhiều tifosi vẫn còn rất căm ghét người đặc biệt vì những lời miệt thị của ông trong quá khứ. Điều ngược lại luôn xảy ra với Mourinho và các cổ động viên đội nhà. Trong hầu hết những nơi đặt chân đến, ông luôn giành được sự yêu mến rộng rãi. Các Interista thần tượng ông đã đành, trước đây cổ động viên Chelsea cũng dành cho Mo một tình cảm tương tự. Kể cả tại những nơi ông không thành công như mức trông đợi như Real Madrid hay Manchester United, chiến thuật gia người Bồ Đào Nha vẫn có được sự tôn trọng và khả năng liệu cơm cắp mắm tài tình của ông trong những giai đoạn nhất định. Nếu Mourinho đã giành 2 Champions League và 1 Europa League, thì người đồng nghiệp Sarri cũng đã đăng quang ở Europa League 2018-2019. Điều thú vị nữa, huấn luyện viên Sarri đã đạt cúp châu Âu cùng Chelsea, nơi mà Mo dù rất được yêu quý, cũng không thể đưa đội bóng Tây London đến đỉnh cao của châu lục. Chỉ khác là Mo vẫn được xem là huyền thoại của sân Stamford Bridge dù bất chấp chiến tích ở cúp châu Âu, và ngược lại, huấn luyện viên Sarri chưa từng được các cổ động viên Chelsea yêu quý. Trên thực tế, huấn luyện viên Sarri nổi lên cùng Empoli rồi cầm Napoli đã thành công trong 3 năm 2015-2018, nhưng cũng chỉ tại hai câu lạc bộ này ông mới được yêu quý. Sang Chelsea rồi về Juve, huấn luyện viên Sarri đều bị giới cổ động viên phản đối bởi luôn cố gắng phát triển lối chơi của riêng ông, Sarri. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Sarri luôn đóng khung ở mỗi đội 11-14 cầu thủ riêng. Những người còn lại rất ít cơ hội ra sân. Trừ khi đội nhà chiến thắng, mọi trường hợp còn lại đều khiến Sarri trở thành đối tượng công kích của cổ động viên đội nhà. Ngay cả tại Lazio, dù chỉ mới cầm quân vài trận, huấn luyện viên Sarri cũng đã nằm trong tầm ngắm của các Laziale. Đẩy Danilo Cattardi và Mattia Zaccagni lên ghế dự bị là điều khiến cho Laziale khó chịu. Zaccagni có sức sáng tạo rất cao, trong khi Cattardi tài năng đến nỗi từng đeo băng thú quân Lazio dù là tạm thời vào những năm 20-21 tuổi. Khi Pedro Rodriguez hay Lucas Leiva thấm mệt vào cuối trận, huấn luyện viên Sarri vẫn kiên quyết không rút họ ra sân. Nhưng điều ấy hoàn toàn đối lập với Mourinho khi ông nhận được sự tin cậy hầu như tuyệt đối của cổ động viên tính đến trước khi dẫn dắt Tottenham. Nếu vị chiến thuật gia gốc Napoli lập danh nhờ Sarri nhằm xây dựng lối chơi đậm tính cống hiến, thì những đỉnh cao của người đặc biệt thường gắn với chiến công của hàng thủ. Đó lại là một khía cạnh đối lập nữa. Trong quá khứ, họ đã gặp nhau một lần khi Chelsea hòa Manchester United 2-2 trên sân Stamford Bridge vào tháng 10 năm 2018. Màn đấu trí đó được nhớ đến bởi tình huống Mourinho lao vào định ăn thua đủ với Marco Yani sau khi vị trợ lý của huấn luyện viên Sarri đã ăn mừng theo kiểu khiêu khích khi Chelsea gỡ hòa ở phút 90+5. Và trên đây là toàn bộ phân tích của chúng tôi muốn gửi đến mọi người về những điểm tương đồng và dị biệt của hai vị huấn luyện viên Mourinho và Sarri. Anh em thấy cà phê hôm nay thế nào? Nếu thấy ngon, xin cho một like, đăng ký và nhấn chuông để video tiếp theo anh em ta lại có cơ hội ngồi đàm đạo bóng đá tiếp nha.